Bonsai Út Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi dụ dễ giao lưu đến anh em. Đây là hoa của cây dụ dễ, một cây có dòng hoa rất là đẹp. Đây là quả của cây dụ dễ, cây có quả ăn rất là thơm ngon. Cây đầu tiên mình giao lưu đến anh em là cây dụ dễ mã C1, giá giao lưu là 300 bao ship. Cây dụ dễ là một cây dược liệu, từ rễ, thân và lá cây đều có tác dụng là trị được bệnh. Anh em có thể tra trên Google. Quả ăn rất là thơm ngon, rất là tốt cho sức khỏe. Hoa của cây dụ dễ khi nở rất là thơm. Cây có chiều cao tầm 75, tán ngang là 80. Cây tiếp theo là cây dụ dễ mã C2, giá giao lưu là 220 bao ship. Cây đang có nụ và hoa trên cây. Thân bằng tầm ngón tay giữa. Chiều cao tầm gần 60. Cây tiếp theo là cây dụ dễ mã C3, giá giao lưu là 320 bao ship. Cây đang cho nhiều hoa trên cây. Chiều cao tầm 65. Tán ngang là 85. Cây tiếp theo là cây dụ dễ mã C4, giá giao lưu là 380 bao ship. Hoa và nụ trên cây rất là nhiều. Có cả những chùm quả vừa mới đậu. Đây là chùm quả vừa mới đậu, cũng rất là nhiều chùm quả. Cây này đậu rất là nhiều. Thân to nhất bằng ngón tay cái. Chiều cao là 75. Tán ngang là 1m1. Cây rất là nhiều trái.
Cây tiếp theo là cây dù giả mã C5, giá giao lưu là 500 bao ship. Cây này hoa và trái rất là nhiều. Đang đậu rất là nhiều chùm trái trên cây. Một cây siêu trái. Chiều cao là 75. Tán ngang là 1m4. Thân cũng khá to. Cây tiếp theo là cây dù giải mã C6, giá giao lưu là 200 bao ship. Cây cũng đang có hoa trên cây. Này là chùm quả vừa mới đậu. Chiều cao là 55. Cây tiếp theo là cây dù giải mã C7, giá giao lưu là 200 bao ship. Một cây cụm mini rất là nhiều hoa trên cây. Rất là nhiều. Cây cũng đã có đậu quả. Những chùm quả vừa mới đậu. Thân thì không lớn lắm nhưng quả rất là nhiều. Chiều cao là 40. Tán ngang là 50. Và cuối cùng là mã C8 bao gồm 2 cây. 2 cây giá giao lưu là 280 bao ship. 2 cây mini. Thân bằng ngón tay út. Chiều cao tầm 40, tán ngang tầm 50. Cây này cũng có chiều cao tương đồng với cây kia, chiều cao là 40.
xin kết thúc video tại đây. Anh em nào chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và hai số này cũng là hai số Zalo của mình. Cảm ơn anh em đã xem video.